Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có mua được một chiếc Speed Marine với mức giá cực kỳ hợp lý để anh em chơi. Thì ở đây thì mình sẽ có đó là một chiếc Speed Marine thuộc dòng Spirit Mark II. Và chiếc này sẽ có bộ thân là sử dụng là Black DLC, Diamond Line Carbon. Chiếc này đi kèm thì sẽ có giấy đầy đủ của có chữ ký tươi của chủ tịch là Peter Speed Marine. Chiếc này thì sẽ có tên là như các bạn thấy ở đây là Spirit Mark II với mã là PIC 20000. Và chiếc này là một chiếc sử dụng thân thép không gỉ. Đó, có size 42 mm và chúng ta sẽ có bộ máy là Techno Time TT738 với 120 giờ tích cót. Đây là một bộ máy khá là hiếm trên các cái dòng của Speed Marine. Đó, chữ ký tươi của chủ tịch luôn. Chiếc này thì mình mua là dạng trưng bày, chưa bán ra cho khách, cho nên là các bạn có thể thấy là trong cái tờ giấy certificate này chưa ghi thông tin của chủ nhân luôn. Để khi các bạn mua thì các bạn có thể ghi vào đây luôn. Đó. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái bộ sổ da như vậy. Đó. Khi các bạn mở ra thì chúng ta sẽ có ở phía trong là chiếc Speed Marine. Chiếc Speed Marine này thì sẽ có toàn thân là màu đen các bạn nhé. Và nó sẽ dành cho anh em nào mà thích sự mạnh mẽ một chút. Ở đây thì chúng ta vẫn còn nguyên cái siêu ở đây. Siêu tác ở đây là Spirit Mark II này, DLC Speed Marine với giá là 6.900 franc Thụy Sĩ. Thì với 6.900 franc Thụy Sĩ thì nó sẽ tương đương với cái mức giá là khoảng 7.500 đô. Thì với tỷ giá bây giờ là khoảng 24 mấy, tính tròn 24 thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 185 triệu gì đó chiếc này. Đó. Và bên mình thì có cái mức giá cực kỳ hợp lý cho chiếc đồng hồ này. Là đây, các bạn có thể xem tình trạng là sợi dây này, đó chúng ta chưa sử dụng luôn. Dây này dây cá sấu zin của đồng hồ, theo đồng hồ Speed Marine. Và chiếc này sử dụng bộ thân là thân đen, thân thép và sau đó được mạ Diamond Line Carbon màu đen ở ngoài. Và chúng ta sẽ có bộ cái kim cam khá là nổi bật. Chiếc này thì chỉ có duy nhất một điểm, đó là ở đây là cái vít này thì trong hãng người ta đã có thay cái sợi dây da khác để cho khách thử, cho nên là có cái vết đó, cho nên là chúng ta sẽ có cái mức giá thanh lý rất là tốt. Chiếc này thì bên mình bán với mức giá là 76 triệu anh em nhé. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu chiếc này thì chúng ta mua sẽ rẻ được hơn rất là nhiều so với mua hãng rồi. Và đồng hồ thì chúng ta là đồng hồ mới tinh đó, và các bạn sẽ được bảo hành 3 năm với đầy đủ chế độ bảo hành của ICS. Quay trở lại với chiếc Spirit Mark II của chúng ta thì chiếc này thì sẽ được sử dụng với mặt dial được làm với cái vân dập nổi rất là đẹp. Như các bạn thấy ở đây thì tất cả các chi tiết trên mặt dial của chúng ta màu trắng ở đây thì đều sử dụng đó là lum, và nó được làm nổi ở trên mặt dial, và chiếc này lum của nó sẽ cực kỳ sáng. Chúng ta sẽ có logo Speed Marine ở góc 12 giờ là Speed Marine Switzerland, tức là Thụy Sĩ, và chúng ta sẽ có tên dòng collection là Spirit ở dưới. Đó. Cọc số sử dụng trên chiếc này là cọc số chấm tròn kết hợp với cọc số La Mã. Và ở phía ngoài này chúng ta sẽ có một cái vòng làm vòng minute check chia 60 phút. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có từng 5 phút một ở đây. Bộ kim của chúng ta là bộ kim foundation và sẽ được sử dụng cái màu cam để nổi bật trên cái nền mặt đen này. Bây giờ thì mình sẽ test qua cái đèn UV để cho anh em xem cái lum của nó. Đó, các bạn có thể thấy là khi mình chiếu cái đèn UV vào thì tất cả những cái phần nào sáng lên thì nó đều là lum cả. Rất là sáng nhé các bạn nhé. Và mình sẽ chiếu khoảng tầm 20 giây hoặc là 10 giây gì đó để cho anh em xem. Rất là sáng luôn. Đó, và khi chúng ta chụm tay vào, chúng ta sẽ thấy lum của nó đầy đủ ở đây. Kể cả trong bộ kim cao của chúng ta thì chúng ta vẫn có lum đầy đủ luôn. Chiếc này có size 42 mm và có lắc tu lắc vào khoảng tầm 50, cho nên là nó sẽ phù hợp với tay anh em có bề mặt ngang khoảng 5 cm đến 5.5 cm. Đó. Và như tay mình thì dư giả sau chiếc này. Và mình recommend anh em là tay khoảng 17.5 thì chúng ta sẽ đeo được chiếc Speed Marine này rất là đẹp luôn. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính được làm theo dạng vương miện, và núm này thì các bạn có thể lên cót ở đây. Bộ máy Techno Time là một bộ máy automatic, cho nên là hàng ngày để chúng ta đeo thì chúng ta sẽ có tự động tích cót. Ở đáy sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin như Speed Marine này, Fight, Love and Persevere. Đây là cái câu slogan của hãng trong cái thời kỳ đầu. Đó. Và chúng ta ghi rõ đây là Spirit Mark II này. Đó, với serial number đầy đủ đây các bạn nhé. Chiếc này có độ chống nước là 3 ATM, cho nên các bạn vui lòng sử dụng không ngâm nước.
chúng ta đi mưa rửa tay thôi, nên tránh nước để tránh hỏng dây đó. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên của Speed Marine cũng được DLC luôn. Công nghệ DLC này thì nó tốt hơn rất là nhiều so với công nghệ mạ PVD đen. Với công nghệ DLC này thì chúng ta đeo thì nó sẽ không bé nhất trong vòng 5 đến 10 năm là nó sẽ không bao giờ bị lộ cái phần thép ra, vì công nghệ mạ này nó rất là dày và cứng. Đây là một lại carbon, nó mạ carbon ở phía ngoài đó. Chiếc này thì bên mình như mình nói đang có giá là 76 triệu. Thì anh em nào có nhu cầu về chiếc Spirit Mark II Black DLC này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.